Thì hôm nay là ra cái địa điểm mà hồi mấy tháng trước Phương với mẹ có tới đây câu một lần ở trên chỗ cái vườn đu đủ đó cả nhà nhớ không? Hôm nay ra đây gặp hai thành viên mới đây nè cả nhà. Để giờ mừng Phương quá chừng luôn. Phương mới sẵn ghế với mồi ra mình chuẩn bị cả cần. Hôm nay ra đây thì cắt lúa hết trơn luôn rồi. Ở đây cắt lúa trước ở trong Phương. Cắt gã hôm nay cũng bị hư rồi, thôi rồi cả nhà, không biết tình hình sao đây. Mới mua dế nè, ở chỗ Phương dế khó mua lắm cả nhà. Gặp cái tháng này là vô cái tháng của cá rồi, vô tháng câu cá rô rồi, mọi người cũng đi câu nhiều nữa, thành ra là mua dế khó. Phương chạy đi mấy chỗ luôn hết trơn dế. Bác ở đây bắt được con cua gì mà để ở trong cái thùng nuôi nó trong đây nè cả nhà. Giống con cua biển ghê, mà ở đâu đây có con cua biển được. Con bắt nó lên nè. Ôi ơi con cua. Cua này chắc già lắm luôn á cả nhà. Cả nhà, Phương mới phát hiện ra một con chim, nó mới biết cặp bay nè cả nhà, chim màu xanh xanh nè, đây, cưng ghê không? Nó bị kiến vàng cắn ở chân nữa kìa. Nó bị kiến vàng cắn ở chân nè mẹ ơi. Con chim này chim gì vậy? Nó mới mọc trong cánh nè đó. Ồ biển kiến nó bay nó bay không ê coi chừng ai ê. Ôi mới biết bay, nó mới biết bay á. Anh đem về mình nuôi nó đi. Hả? Đem về mình nuôi nó đi. Ôi chim thì đẹp quá vậy. Ê nhà mình có cái lồng đó. Đúng rồi, mình có cái lồng đó. Rồi sao mình bỏ nó lên ở đâu, bỏ vô rồi cá luôn hả? Bỏ vô rồi không cá đi. Đó. Mình đem về mình nuôi nó cả nhà. Chưa, mình chưa dính cá, mình có con chim mình nha cả nhà. Đúng ra đó có hai con lận á. Ê vậy có khi nào cái tổ nó ra vòng vòng đây không? Nhà
ơi, thì Phương không có câu ở trong cái ruộng nó được nữa cái nhà, do là nước ở trong ruộng ba cái gom gạ rồi nó ra rất là hôi luôn, rồi cái cá nó bị nhét á, nó không có ăn nồi mình nữa. Thì cái chỗ này á, điểm mới đây là một cái mương sen quang cả nhà. Như cái khu này thì rất là quen luôn. Phương với mẹ mới vừa mới xuống xe luôn thì gặp được một chú chim màu xanh mà không biết là chim gì nữa cả nhà. Đó, giờ Phương sẽ để nó trong này luôn nha. Ở nhà Phương có cái lồng á, để Phương đem về Phương nuôi nó cho nó hót nghe cho nó vui. Chìm phao cả nhà, chín. Ôi ôi, một con cá rô đầu tiên cả nhà ơi, quá ngon. Công nhận trong này con nào nấy bự ghê luôn cả nhà. Đây là Phương đang câu trong nguyên một cái mương chàm nha cả nhà. Một con rùa biển luôn. Ôi, rùa biển nó bự.
hết cái con ngư biển luôn á, cả nhà, bự hơn cái con trong rừng đợt trước Phương câu nữa. Con này nó mập bàn tay Phương luôn nè, dáng ngon ghê không. Cái mấy gần cả nhà, ở nhà nghe bình bịp kêu nó tình lắm. Rồi dính rồi cả nhà ơi. Mẹ dính đây gì á? Còn không? Còn. Phương vừa quá hả, cần số luôn cả nhà. Dính rồi, con này dinh quá khủng luôn nè, bự hết cái bự luôn nha, bự hơn cái miệng xô nó cả nhà, coi bàn tay của Phương nè nha cả nhà. Ôi ơi,
Phương dìu nó, Phương không dám nghĩ chứ, tại vì cái lưỡi câu của mình là lưỡi câu cá rô mà. Cái nhà coi nó dính nè, lưỡi câu cá rô mà. Nếu như mà không dìu á là sảy liền. Thành ra phải dìu nó. Bự quá mà. Về tới nhà rồi cả nhà ơi, thì hồi nãy Phương câu dính con cá mè dinh ngay căn chỗ đó đó, vừa mới xuống cái thả mồi cái dính luôn à, rồi cái nó bị Phương dìu con cá lên trên bờ á, bị động chỗ luôn, Phương câu nãy giờ không có dính nữa. Phương tranh thủ đi về nhà đặng mình thả con chim vô trong cái lồng nè cả nhà, để Phương bỏ nó vô trong cái bọc kia nè, sợ nó bay á, cái sợ nó bị ngợp, cho nên là Phương với mẹ về tới nhà luôn rồi. Để Phương bỏ nó vô trong cái lồng này nha. Đó, mình sẽ nuôi nó cho nó hót mình nghe nha. Đây. Cái lồng này hồi đó Phương nuôi con sóc á. Cả nhà hồi trước có xem clip của Phương là sẽ biết Phương có nuôi con sóc á. Phương bẫy được ở trên rừng á, Phương về Phương nuôi á. Có đóng cái nhà cho nó duyên nữa. Cái lồng này cũng mục hết trơn rồi. Bên hông bên đây cây bị sứt rồi đó nha. Cái này nữa chắc phải đen lại, tại cũng lâu quá trời rồi. Rồi. Cho nó bay nó nhảy lên, nó vừa mới mọc con cánh nha. Con đỏ hết trơn này.
cho nó uống. Này mình sẽ mén lên cả nhà. Phương không biết con chim này là con chim gì nữa. Cả nhà biết con chim gì bình luận cho Phương biết nha. Nó có màu xanh xanh vậy nè. Đây cả nhà. Cả nhà biết con chim gì bình luận cho Phương biết nha. Nó màu xanh vậy đó. Để Phương sửa cái cánh nó lại nha. Phương bỏ nó trong bọc bây giờ. Cho nó đứng lên cây. Đứng lên cây đây nè. Rồi nó bay không được cái nhà. Ấy trời trời, gà này nó ăn dế con. Con đổ cá này ra đây, mình về tới nhà mình đổ cái thao cho nó bơi. Con đi câu nó được 3 con. Ngon lắm luôn á. Y gần là 3 con nhưng mà rất là ngon nha cả nhà. Con cá này coi nè. Rất là to luôn nha, cận cảnh Phương giật mồi lên luôn á. Con cá rùa biển này nữa nè. Cá rùa biển này. Đó, nó đang thở lại nè. Xẹt 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 xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Ngon ghê không có con đồng nữa. Rồi. Rồi ơi. Ê, con đừng có cắn. Con cá mà con tưởng con chuột à. Gấu con nó tưởng đâu con chuột cả nhà. Rồi để con treo con chim này nó ra, treo nó lên. Con sẽ kéo chỗ con treo nó. Rồi con sẽ treo nó cho cây đủ này trước đây. Cho nó quen. Cho nó hít thở không khí ra chỗ mới trước cả nhà. Rồi thì mình sẽ đi câu tiếp nữa. Ui, lên một con cả nhà. Hi hi hi. Mẹ, dính con rồi nè. Thôi cả nhà ơi, cô dính một con nha. Cả nhà coi nước ngập đây nè. Bữa mình câu á, còn hụt xuống dưới. Giờ nước ngập lên hết trơn luôn rồi cả nhà. Nước ngập lên ngoài luôn rồi. Dạ, ra đó đi. Nãy giờ Phương câu dính được có một con nữa rồi cả nhà. Làm như cá nó không tới chiều. Qua cái giờ cá ăn rồi cho nên là không có dính nữa. Hôm nay mình được con cá mè Vinh lớn này á, hai mẹ con làm kho ăn cũng ngon lắm rồi cả nhà. Thêm con cá rô đồng lớn này với con cá rô biển to này nữa. Dạ Phương xin phép cả nhà mình dừng video ở đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian xem video của Phương. Cả nhà cho Phương xin một lượt like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.